Thưa quý vị, những năm gần đây, vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy luôn được các cơ quan cũng như doanh nghiệp và người dân đặc biệt quan tâm khi nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu hàng ngày. Vậy làm thế nào để đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản khi có hỏa hoạn xảy ra? Và những khuyến cáo sử dụng cửa thép chống cháy trong đời sống sẽ là vấn đề chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị trong chương trình Góc nhìn người tiêu dùng ngày hôm nay. Ngày 28 tháng 7 năm 2010, Chính phủ đã ban hành quy chuẩn 06-2010-BXD quy định thời gian chống cháy trong chung cư để hướng dẫn thực hiện phòng cháy chữa cháy, trong đó nêu rõ các cấu kiện chống cháy được sử dụng trong quá trình xây dựng và vận hành khai thác phải có khả năng chịu lửa từ 60 phút đến 120 phút tại một hoặc ba trạng thái giới hạn, mất khả năng chịu lực R, mất tính toàn vẹn E, mất khả năng cách nhiệt I. Tiêu chí đầu tiên trong quy chuẩn 06-2010-BXD là để một công trình xây dựng công nghiệp hoặc dân dụng đáp ứng đủ tiêu chuẩn phòng cháy. Đó là công trình phải được trang bị các giải pháp phòng chống cháy nổ, thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành và được thẩm duyệt theo quy định. Hiểu rõ được vấn đề này, hiện nay một số đơn vị đã cung cấp các giải pháp chống cháy cho các công trình, gồm cửa thép chống cháy và các loại cửa chuyên dụng khác, cửa thép vân gỗ. Tôi chọn tạo ra những sản phẩm mới đa dạng hơn trong cái sản phẩm có thể thay thế được cho những cái cửa gỗ tự nhiên. Như hiện tại thì cái nguồn gỗ tự nhiên ngày càng là cạn kiệt, cho nên là có xu hướng phải tạo ra những sản phẩm mới thay thế được có cái dòng sản phẩm đấy. Với mong muốn kiến tạo những không gian an toàn, có khả năng phòng chống cháy nổ một cách chủ động và phong cách thiết kế phù hợp đa dạng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại An Nam đã nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm cửa thép chống cháy an toàn trong các dự án, căn hộ, các công trình được lắp đặt tại cửa chính. Đúng như tên gọi, cửa thép chống cháy, công dụng chính của dòng cửa này là khả năng chống cháy cao hơn so với những dòng cửa thông thường. Cụ thể là khi xảy ra hỏa hoạn, phát sinh nguồn cháy tại các chung cư, tòa nhà, loại cửa này sẽ giúp ngăn cháy lan, tạo khói, giúp cho công tác sơ tán người và tài sản được dễ dàng, từ đó giảm thiểu tối đa thiệt hại. Tôi cũng đã có một loạt những cái giải pháp mà có thể nói rằng là tích cực để ngăn chặn tình trạng này. Thì cái đầu tiên là chúng tôi đặc biệt lưu tâm cái công tác thiết kế sao cho đảm bảo thỏa mãn được tất cả các cái yêu cầu và tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam. Cái cửa thép chống cháy này có tác dụng là ngăn cháy ở các cái khu vực lan vào trong cái khu vực mà chúng ta cần ngăn cháy. Thì trên thực tế là chúng tôi cũng đã lắp tại tất cả các cái vị trí nhạy cảm có thể xảy ra cháy lan vào trong công trình, như là tại các cái cửa của thang bộ, cửa thang thoát hiểm, các cái cửa tại các cái sảnh hành lang ở dưới khu vực tầng hầm, cũng như là các cái cửa của các phòng kỹ thuật, các cái phòng rác, vân vân, và tất cả những cái vị trí khác mà theo yêu cầu của tiêu chuẩn quy chuẩn. Cửa thép chống cháy ngày càng được sử dụng rộng rãi hơn nhờ những tính năng ưu việt và sự đa dạng về chủng loại như cửa thoát hiểm, cửa kỹ thuật, cửa hành lang. Các thiết kế mẫu mã cửa thép chống cháy hiện nay khá đơn giản, tuy nhiên cũng chính vì vậy khi kết hợp với công năng đặc thù của sản phẩm lại trở thành sự lựa chọn của rất nhiều chủ đầu tư, bởi hơn hết vai trò của những cánh cửa hiện nay tại các căn hộ, các khu đô thị, khách sạn, tòa nhà văn phòng không chỉ là công năng sử dụng, tính thẩm mỹ mà còn ở độ an toàn, đặc biệt là khi cảnh báo về mức độ cháy nổ thời gian gần đây đang gia tăng một cách báo động. Nhà thầu An Nam là một trong những nhà thầu mà đáp ứng được các cái yếu tố mà chúng tôi đặt ra về cái năng lực kinh nghiệm, thế rồi là cơ sở sản xuất, hệ thống kiểm soát chất lượng từ trong khâu sản xuất tại nhà máy. Thế rồi thì họ cũng có một cái chính sách hậu mãi tốt, đã đáp ứng được khá tốt cái chi phí, là cái vấn đề mà giá cho các cái sản phẩm. Việc sử dụng và vận hành các sản phẩm cửa thép chống cháy này cũng dễ dàng hơn bởi có tay thủy lực, dòng cửa có thể tự động đóng khi có người qua lại, rất an toàn khi có cháy nổ xảy ra. Bên cạnh đó, do thiết bị cửa làm bằng thép mạ điện nên có độ bền tương đối cao, khả năng chống hoen rỉ, oxy hóa tốt. Vì vậy, cửa thép chống cháy hiện nay đang được khuyến cáo sử dụng tại các công trình, dự án. Và chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Chính vì thế, chúng tôi không ngừng mở rộng các cái quy mô và công nghệ để sản xuất. Sắp tới sẽ tạo ra những cái sản phẩm mới, nó đa dạng hơn
có thể thay thế được những cái sản phẩm cũ như cửa gỗ tự nhiên. Ta phải có những cái xu hướng tạo ra những sản phẩm mới có thể thay thế được cho cái gỗ tự nhiên nhưng vẫn đảm bảo được cái tính là gần gũi. Trong kiến trúc hiện đại như hiện nay, lựa chọn giải pháp cửa thép chống cháy sẽ là cần thiết và nên được khuyến khích lắp đặt tại các dự án, tòa nhà, các khu chung cư để ngăn chặn nguồn cháy phát sinh khi có hỏa hoạn, từ đó giảm thiểu tối đa những thiệt hại về người và tài sản. Bởi hơn hết hiện nay, chúng ta không chỉ cần một không gian đẹp mà còn cần một cuộc sống an toàn.